Tôi tiếp tục quay cho các bạn một cái cốt xanh hai thân. Đây là cái mặt trước này các bạn này. Cốt này thì là dáng trực siêu thôi. Đây, dáng trực siêu. Cái vùng này có thể là có thể coi là một hướng vai cũng được. Gọi là ba vai thì chuẩn hơn các bạn. Thì nó khá to. Cái này mà coi là một tay của con này thì hơi vô lý. Đấy, ba vai. Thì cái vai hướng vai này là vai vai hoành. Đấy. Con này thì cái thân của nó là thân siêu. Đồng lên siêu trong da mới là hoành. Đó. Rồi, cái phần tên gọi thì kệ thôi. Đây là cái mặt trước thì là các cái vùng tôi quay các đường thân cho bạn nhìn dễ. Đây là bên cái thân siêu mé bên phải này. Đấy, tay một nó ăn vùng này. Đấy, đường thân lên đây, tay hai này. Đây vùng tay hai. Giật kỹ lắm. Chia được hai ra hai cái vùng bông tàn này. Đây, tay phóng đây. Lên. Đây cổ ngọn này. Đây, tay hồi này. Đấy, phần cổ ngọn. Đây còn bên này này, cái thân trực này. Ra đây nó là thành một vùng vai này. Lên. Đấy. Cái tay một thì nó ăn ở phía đằng mặt đằng sau đây, chỗ này. Đấy, đằng sau tí tôi ra mặt sau tôi quay cho các bạn. Đó, lắc lên tay 2, tay 3. Đây, vùng cổ ngọn đây. Đấy, cái phía khu vai bên này thì đây, ra đây. Ra là một vùng tay bên này. Đây, tay hai nó đây. Cổ gọn đây. Cây này khá hòm các bạn. Đây, tôi quay cái mặt dưới các bạn nhìn cho nó dễ ở cái vùng vai. Đây, chỗ này thì anh đấu thêm để nuôi được lập cái một cái rễ để nuôi cái phần đây. Đấu vào cái phần cổ ngọn này để nó hơi thắt, anh nuôi độc lập vùng cho nó nhanh. Đây mặt sau của cây các bạn. Đấy. Đó. Đây cái gầm này. Nhìn đẹp lắm. Chân bệ con này thì đều. Thân hầm hố giả. Nói chung là đẹp. Đó. Anh ạ. Và em quay clip cây. Đó. Rất đẹp. Đây cái phần chân bệ thì chấm hết luôn. Đây ạ. Chân bệ con này thì cực kỳ đều đẹp rồi. Chạy nhún. Già. Nụ. Phê. Nói chung là phê. Đó. Cốt thì già nuôi nhiều điểm khó. Cắt giật kỹ. Có cành phóng, cành rơi các kiểu. Nói chung là cây này mà dọn ra là chơi dần được rồi. Đủ tay ngọn rồi. Chỉ có vấn đề là làm cho nó mịn thêm thôi. Đó. Clip thì cũng đã dài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.